Tôi biết là anh thông minh, nhưng làm gì được tôi? Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi. Nói cho anh biết, cô gái đó là gái mại dâm đó. Nếu mà có chứng cứ, bảo đưa tôi lên giám đốc đi. Tôi là tài xế Lâm đây. Cô tìm tôi có chuyện gì? Chú là tài xế của resort phải không? Đúng rồi. Ý của con là ở resort này chỉ có một mình chú là tài xế hả? Đúng rồi, chỉ có một mình tôi thôi. Dạ, vậy chắc con lộn rồi. Con xin lỗi chú nha. Cảm ơn chú. Không có gì. Lên xe đi. Anh. Xe hơi nữa. Ngon ba. Ngon. Ba. Ba. Thằng nào đây? Đây là ba của em. Ba. Ba lại say nữa hả? Con chào bác. Thằng nào vậy? Rồi. Bạn của con. Tao cảnh cáo mày nha mày. Con tao nuôi rất là cực khổ. Mày lộn xộn tao đập chết cha mày á. Ba, ba nói kỳ quá à. Lâu quá không gặp. Anh nhớ em quá. Sao vậy? Đây là bản danh sách mà anh cần. Cuộc chiến vô nghĩa 19:45 hàng ngày từ ngày 21 tháng 10 độc quyền phát sóng trên SCTV 14.